Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho các anh em tham gia chương trình góp nhận 500 token ship để tham gia dán các bạn lý phần liệu mô tả mình làm theo hướng dẫn của mình nha các bạn. Rồi đầu tiên các anh em nè. Quý 1. Thứ ba các bạn chọn nó bán B cho mình các bạn. Rồi các bạn bấm đăng của trang này. Vào confirm nè các bạn. Đồng ý nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào một cái đây các bạn đăng ký một cái tài khoản nha. Máy này thì quá dễ các bạn. Rồi có thể các bạn đăng ký bằng up bằng Takao Thoát. Rồi các bạn đăng ký bằng Google nha các bạn. Link mình có để cái phần link mô tả rồi các bạn chấm vào chọn tài khoản nha mà. Rồi. Rồi nó con này nó yêu cầu là các bạn nhập mật khẩu Google các bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn nhấn tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn bấm cầm lát nha các bạn. Đồng ý nè. Rồi các bạn đăng nhập vào nha các bạn. Rồi gì mà khẩu đăng nhập mình che lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm đăng nhập nha các bạn. Rồi sau khi ra một có một cái tài khoản. Rồi nó ra giao diện cái gì các bạn nhấp vào. Rồi các bạn nhấp vào một đó các bạn. Rồi các bạn nhấp lại vị trí của bạn mà đầu tư. Câu A nè. Câu C hả các bạn. Câu A, câu C nè. Câu B nè. Mình có để phần link mô tả cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tôi điều khoản này của Chan nè. Rồi các bạn đồng ý. Rồi đây mình kiểm tra lần cái qua. Đồng ý. Chờ chút. Nhấp vào 500 chút tặng với các bạn. À, mình đã nhận được 500 token các bạn. Cái này lên giáp ở đâu mình cũng không biết đường lên giáp cho tất cả các bạn. Mình đã tìm hiểu sao các bạn. Hy già nó sẽ có video tiếp theo cho tất cả các bạn nha các bạn. Hy vọng 500 token này các bạn có tiền gì chứ video đến đây kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn bảo không.